Hai cậu bé Ấn Độ tiết lộ về vận mệnh nữ mạng tuổi giáp tuất, sinh năm 1994, nắm được mệnh trời, đổi vận giàu sang, tiền vàng chật két trong năm quý mão 2023 tới đây. Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn nữ tuổi giáp tuất, sinh năm 1994. Chúc các bạn nữ tuổi giáp tuất bước sang năm quý mão 2023, được bình an, vui vẻ, trẻ đẹp, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tuổi của mình trong năm 2023, chi tiết về các phương diện như sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, sao hạn và tử vi từng tháng trong năm 2023. Mong rằng với những thông tin hữu ích, chúng tôi có thể giúp cho các bạn có được cái nhìn tổng quan về vận trình của mình, mời các bạn cùng theo dõi. Tổng quan tử vi năm 2023 cho các bạn nữ tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994. Bước sang năm Quý Mão 2023, các bạn nữ tuổi Giáp Tuất là 30 tuổi âm lịch và 29 tuổi dương lịch. Xét về thiên can, địa chi và ngũ hành. Xét về thiên can, Giáp gặp Quý Bình hòa, công việc ổn định, tạo nền tảng vững vàng cho những bước thăng tiến tiếp theo. Các khoản thu chi cân đối, đời sống vật chất ngày càng một tốt lên, tiền bạc không còn là gánh nặng với đương số nữa. Xét về địa chi, tuất gặp mão lâm cục diện nhị hợp vận quý nhân vượng lúc khó khăn có người giúp đỡ thời điểm quan trọng có người mang cơ hội tới tiền bạc hay công việc đều tiến triển xuân sẻ gia đạo êm ấm vui vầy xét về ngũ hành bản mệnh khắc chế lưu niên tâm tính đôi khi nóng nảy mà gây sự với mọi người xung quanh ảnh hưởng xấu đến các mối quan hệ xã giao sức khỏe có dấu hiệu suy giảm nhưng không quá nghiêm trọng cần nghỉ ngơi điều độ thay vì chỉ tham lam ôm đồm công việc những biến chuyển của thiên can, địa chi và ngũ hành, có thể thấy, trong năm quý mão 2023 được coi là một năm thuận hòa, làm ăn có phần tăng trưởng rõ rệt hơn đối với nữ mạng giáp tuất. Công việc đi vào quỹ đạo ổn định, bản mệnh cũng bớt phần phải lo lắng nghĩ suy. Vận quý nhân vượng, nên biết tận dụng để làm lợi thế cho mình. Dù vậy, bạn vẫn phải không ngừng cố gắng, chớ mang tâm lý dựa dẫm vào vận may hay bất cứ ai. Năm quý mão 2023, các bạn nữ tuổi giáp tuất gặp sao mục đức chiếu mạng. Sao Mộc Đức là một phúc tinh thuộc hành Mộc chủ về sự an vui, hòa hợp. Trong năm gặp sao này thường gặp nhiều may mắn, có tài lộc, sự nghiệp thăng tiến, công việc kinh doanh rất thuận lợi, có thể kết giao được nhiều bạn bè tốt. Năm Quý Mão 2023, các bạn nữ tuổi Giáp Tuất gặp vận hạn, hạn ngũ mộ. Nữ mạng Giáp Tuất gặp hạn này, dễ bị hao tổn về tiền bạc, bất an về tinh thần. Bản mệnh không nên tin người thái quá, không cho ai ngủ nhờ kẻo gặp tai bay vạ gió, mất mắt tiền của. Mua đồ cẩn thận kẻo mua phải hàng giả tiền mất tật mang. Giáp Tuất, sinh năm 1994, hay còn gọi là Thủ thần Chi Cẩu. Bước sang năm Quý Mão 2023, nhìn chung thì tổng thể vận trình của các bạn nữ tuổi Giáp Tuất tương đối lạc quan. Trong năm này các bạn có được sao Mộc Đức và Thanh Long phù trợ, nên năm Quý Mão này tương đối lạc quan. Năm này bạn sẽ đón nhận nhiều điều may mắn, cát khí vây quanh, các tinh phù trợ, bạn mệnh cầu được ước thấy, chỉ cần quyết tâm thì không gì là không thể đạt được. Xét về phương diện sự nghiệp cho các bạn nữ tuổi Giáp Tuất, sinh năm 1994 trong năm Quý Mão 2023. Các bạn nữ tuổi Giáp Tuất trong năm 2023, sự nghiệp phát triển khá tốt. Công việc, sự nghiệp có nhị hợp phù trợ, bạn xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa, đi đến đâu cũng được người giúp đỡ, khó khăn không có gì đáng lo ngại, khi quý nhân xuất hiện đúng lúc dẫn đường đi, nước bước cho bạn có được sự may mắn hơn người, bạn còn thường xuyên được giới thiệu hoặc phân công cho những công việc phù hợp với khả năng, giúp nâng tầm vị thế của bản thân mình ngoài ra dưới sự ảnh hưởng của sao mộc đức và thanh long các bạn có khí chất hơn người bản lĩnh điềm tĩnh quyết đoán và các bạn càng lạc quan thì sự nghiệp càng phát triển mạnh mẽ trong năm nay người kinh doanh buôn bán vận trình có được chuyển biến mạnh mẽ lượng khách hàng đối tác bắt tay với bạn luôn ổn định và có dấu hiệu ngày một tăng tiến bạn mệnh tìm được chỗ đứng trên thị trường có lợi thế cạnh tranh riêng nên không sợ đối thủ sao mộc đức chiếu mệnh thật tốt cho những kế hoạch dự án mà bạn đã ấp ủ để triển khai với người đang đi học thì năm này sẽ đánh dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp học tập của mình đặc biệt là các bạn nữ tuổi giáp tuất trong năm này sẽ có nhiều cơ hội về nghề nghiệp có nhiều cơ hội tốt để phát triển về sự nghiệp hoặc thăng quan tiến chức và tài lộc với những người đang ấp ủ ý định khởi nghiệp trong năm này cũng khá phù hợp để bắt đầu tuy nhiên các bạn cũng nên tiến hành từ quy mô nhỏ lẻ thăm dò thị trường một thời gian sau rồi mở rộng cũng chưa muộn cách làm chậm nhưng chắc sẽ mang lại hiệu quả cao Tuy nhiên, trong năm này dù có vận số trong năm tốt, nhưng bạn không vì thế mà sinh ra kiêu ngạo, tự phụ, đang còn trẻ tuổi, cần khiêm tốn, lắng nghe, tiếp thu ý, ý kiến của mọi người, nhất là lãnh đạo hoặc tiền bối đi trước. Sao mục đức chiếu mạng, thì có thể gặp chút trở ngại ở tiền vận, dù gặp tai ương, hoạn nạn, cũng biến nguy thành an, chuyển họa thành phúc, nên các bạn không quá lo lắng. Về cuối năm rất thuận lợi, và rất an toàn. Xét về phương diện tài lộc, cho các bạn nữ tuổi giáp tuất sinh năm 1994, trong năm quý mão 2023. Bước sang năm quý mão 2023, đối với các bạn nữ tuổi giáp tuất về vận trình tài lộc cực kỳ tốt, công việc tiến triển thuận lợi, đảm bảo nguồn thu nhập chắc chắn. Nếu các bạn tạo được dấu ấn vượt trội, thì tiền bạc sẽ càng sinh sôi nảy nở. Tài lộc của các bạn nữ tuổi giáp tuất trong năm này, do sự nghiệp thúc đẩy, nên các bạn có được nguồn thu nhập rất ổn định. Thậm chí với có thể nhận được phong bao lì xì, hoặc là quà tặng từ cấp trên, công ty. Người làm kinh doanh, buôn bán, cũng có một năm buôn bán suôn sẻ khả năng tính toán của các bạn nếu được tận dụng tối đa sẽ càng tạo ra nhiều giá trị hơn nữa các bạn sẽ có được một năm bội thu về tài lộc bản mệnh lại có lộc trời ban mua may bán đắt một vốn bốn lời nên không phải lo về thu nhập của mình với các bạn tuổi giáp tuất trong năm này có thể kiếm được rất nhiều tiền bất kể là chính tài hay thứ tài sự chăm sóc của thần tài mang đến cho các bạn có được những cách kiếm tiền rất tốt cũng giúp cho các bạn tích lũy được về tiền bạc của cải Ngoài ra, các khoản thu chi cân đối, và cũng giúp cho các bạn đã có được một khoản tích lũy để đảm bảo cho những biết cố của cuộc sống. Có thể thấy trong năm quý mão 2023 này, các bạn nữ tuổi giáp tuất có công việc được thuận lợi, tài lộc không ngừng khởi sắc. Cả chính tài và thứ tài đều tăng. Tuy nhiên, các bạn nữ tuổi giáp tuất trong năm này, cũng không nên vội tin lời dụ dỗ mà dốc tiền đầu tư vào lĩnh vực không nắm rõ. Nếu không có thể bị thua lỗ do sai lầm. Xét về phương diện tình cảm cho các bạn nữ tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 trong năm Quý Mão 2023. Bước sang năm Quý Mão 2023, vận trình tình cảm của các bạn nữ tuổi Giáp Tuất có nhiều sự khởi sắc đáng kể. Năm này các bạn gặp được ngũ hành tương sinh giúp ích nhiều cho con đường tình duyên, nếu còn độc thân bạn có tư tưởng cởi mở và sẵn sàng gặp mặt các đối tượng được giới thiệu, thái độ nhiệt tình giúp bạn dễ dàng tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác giới, cơ hội thoát ế nằm trong tầm tay. Nếu bạn đã lập gia đình, bạn và người ấy có cơ hội nhận tin khi đóng thêm thành viên mới, cũng nhờ vậy quan hệ giữa hai vợ chồng bạn ngày càng gắn bó, bạn và người ấy tìm được động lực để tiến lên trong cuộc sống. Xét về phương diện sức khỏe, cho các bạn nữ tuổi Giáp Tuất, sinh năm 1994 trong năm Quý Mão 2023 về phương diện sức khỏe cho thấy, các bạn nữ tuổi giáp tuất tuy không gặp vấn đề nào quá lớn về sức khỏe, nhưng cũng khó tránh tình trạng ốm vặt bên cạnh việc cân đối cuộc sống và công việc, các bạn cũng nên chăm chỉ rèn luyện thể dục, thể thao, thường xuyên vận động để nâng cao sức đề kháng. Có sức khỏe là có tất cả, vì vậy các bạn nên biết cách duy trì sức khỏe tốt để yên tâm phấn đấu cho công việc, sự nghiệp của mình. Ngày, giờ xuất hành, tuổi sông đất tốt cho các bạn nữ tuổi giáp tuất, sinh năm 1994, trong năm quý mão 2023 số của các bạn nữ tuổi giáp tuất xuất hành vào ngày chẵn, giờ lẻ và tháng chẵn. Làm ăn, hùn hợp hay phát triển về sự nghiệp, sẽ gặp nhiều may mắn, được xuân sẻ, thuận lợi, thu về nhiều thắng lợi to lớn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Ngày mùng 1 Tết. Dương lịch, Chủ nhật, ngày 22 tháng 1 năm 2023. Âm lịch, là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023, tức ngày canh thìn, tháng giáp dần, năm quý mão. Giờ xuất hành tốt cho các bạn nữ tuổi giáp tuất giờ canh thìn, từ 7 giờ đến 9 giờ, thuộc Thanh Long, tốt nhất là 7 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho các bạn nữ tuổi giáp tuất. Xuất hành theo hướng Tây Bắc, để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Tây Nam, để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết. Dương lịch thứ hai, ngày 23 tháng 1 năm 2023. Âm lịch là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2023, tức ngày Tân Tỵ, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành, hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành, bạn nên chọn giờ hoàng đạo và hướng tốt trong ngày. Hướng tốt trong ngày, hỷ thần và tài thần, hướng Tây Nam. Ngày mùng 3 Tết. Dương lịch thứ ba, ngày 24 tháng 1 năm 2023. Âm lịch là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2023, tức ngày nhâm ngọ tháng giáp dần, năm quý mão. Giờ xuất hành tốt cho các bạn nữ tuổi giáp tuất. Là 7 giờ 5 phút giờ địa phương hướng xuất hành tốt cho các bạn nữ tuổi giáp tuất. Xuất hành theo hướng chính nam, để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng chính tây, để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Tuổi sông đất hợp với gia chủ tuổi giáp tuất, sinh năm 1994, nữ mạng, trong năm quý mão 2023. Dựa vào thiên can, địa chi và lựa chọn ngũ hành hợp với tuổi của gia chủ tuổi giáp tuất. Điều này nhằm mang tới may mắn, tài lộc cho gia chủ. Người tới sông đất cho gia chủ phải là người khỏe mạnh luôn vui vẻ hân hoan. Đặc biệt họ càng thành công thì vía mà các bạn nhận được càng nhiều. Cần kiêng những người nhà đang có tang hoặc phụ nữ đang mang bầu để tránh âm khí. Tuổi sông đất tốt nhất cho gia chủ tuổi giáp tuất nữ mạng trong năm quý mão 2023 gồm có tuổi kỷ tỵ 1989, tuổi đinh hợi 2007, tuổi bính tuất 2006, tuổi nhâm ngọ 2002, tuổi mậu dần 1998, tuổi đinh tỵ 1977 các bạn nữ tuổi giáp tuất sinh năm 1994, trong năm quý mão 2023, có phạm tam tai, hoang ốc, kim lâu, không? Tam tai 2023. Nữ tuổi giáp tuất không phạm tam tai, không cần lo lắng về vấn đề này, việc mình cứ làm, có mục tiêu rõ ràng ắt về đích nhanh hơn. Kim lâu 2023. Nữ tuổi giáp tuất phạm kim lâu thê, không thích hợp tiến hành cưới hỏi hay làm nhà trong năm này. Hoang ốc 2023. Nữ tuổi giáp tuất phạm hoang ốc, không tốt cho việc mua nhà, hoặc xây sửa nhà cửa. Trong năm quý mão 2023, các bạn nữ tuổi giáp tuất, sinh năm 1994, cần đặc biệt chú ý tới hạn ngũ mộ và sao Mộc đức chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của hạn ngũ mộ đối với các bạn nữ tuổi giáp tuất. Nhắc đến hạn ngũ mộ, người xưa có hai câu thơ dưới đây sẽ cho thấy rõ hạn ngũ mộ là tốt hay xấu. Ngũ mộ hạn xấu tồn tại thiên tinh phải mắc dạ tai ngục hình khi gặp phải hạn ngũ mộ trong năm đó chắc chắn có nguy cơ bị mất mát tiêu tán về tài sản tiền của ngay cả khi có lòng tốt cho người khác ở nhờ ngủ nhờ cũng dẫn tới hao tốn tiền của vì dễ gặp phải người gian có tính trộm cắp gây thiệt hại về tài chính cụ thể hạn ngũ mộ được diễn giải như sau thứ nhất bị kẻ gian lấy tiền của hàng hóa mua vào kém chất lượng hàng giả hàng nhái khiến cho tài chính suy giảm thậm chí thua lỗ tới trắng tay không một xu dính túi thứ hai khi mua hàng không có hóa đơn chứng từ thì dễ bị vướng vào vấn đề pháp luật lao lý mất tiền mà chất lượng chẳng thấy đâu thậm chí còn bị bắt giữ gặp rắc rối với pháp luật vì mua bán hàng hóa không chất lượng hàng hóa không có xuất xứ rõ ràng thứ ba ngay cả khi chúng ta có lòng tốt muốn giúp đỡ người khác cho vay cho mượn tiền cũng gặp phải rắc rối khó hoặc không đòi được tiền về cho người khác tá túc thì có nguy cơ bị trộm cắp vì gặp phải kẻ gian tất cả đều dẫn tới tiêu tán tiền bạc của gia chủ có 6 điều cần đặc biệt chú ý để vượt qua hạn ngủ mộ đối với các bạn nữ tuổi giáp tuất trong năm quý mão 2023. Thứ nhất, trong làm ăn buôn bán, cần kiểm tra xuất xứ hàng hóa rõ ràng. Đừng vì một chút lợi nhuận mà nhắm mắt chấp nhận hàng giả, kém chất lượng. Nhớ như bị công an kiểm tra, tịch thu hàng hóa thì sẽ mất cả chỉ lẫn trài. Thứ hai, về tài sản, tiền bạc của bản thân nên giữ cẩn thận, không nên cho vay hay cho mượn dù là bất cứ ai. Thứ ba, nên sống hướng thiện, chăm làm việc có ích cho mọi người, cho đi mà không yêu cầu được nhận lại tốt nhất hãy tạo mối quan hệ với những người lương thiện. Thứ tư, đặc biệt nếu đang giữ nhiều tiền, vàng, thì cần tránh cất tại nhà mà hãy gửi tiết kiệm, vừa đảm bảo an toàn lại thu lãi, tránh được trộm cắp. Thứ năm, để thuận lợi giữ tiền bạc, bạn nên bày những vật phẩm phong thủy có tác dụng chấn an tài sản, hạn chế thất thoát. Thứ sáu, không để người lạ vào nhà hay ngủ qua đêm, tránh xảy ra trộm cắp tài sản. Các bạn nữ tuổi giáp tuất, sinh năm 1994, trong năm quý mão 2023, cũng cần chú ý đến sao mộc đức chiếu mệnh. Sao mộc đức là một phúc tinh thuộc hành mộ hướng tới sự an vui, hòa hợp. Trong năm gặp sao này thường gặp nhiều may mắn, có tài lộc, thăng tiến trong sự nghiệp, công việc kinh doanh rất thuận lợi, có thể kết giao được nhiều bạn bè tốt. Với bản chất là phúc tinh nên sao này tốt cho cả nam và nữ. Về đường công danh, nữ giáp tuất gặp sao này dễ gặp quý nhân phù trợ, có bạn bè mới sự nghiệp nhiều cơ hội thăng tiến, thu được nhiều tài lộc. Với người đang học tập nghiên cứu, năm này sẽ đánh dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp học tập, gặp được thầy giỏi, bạn tốt, có được những sáng kiến mới, và gặt hái được thành tích cao. Từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghênh sao. Sao mục đức là phúc tinh, nên cần làm lễ nghênh sao, hóa giải vận hạn, mong muốn tránh được rủi ro, để tâm lý được vững vàng, có thêm niềm tin trong cuộc sống, và gặp nhiều may mắn vận trình từng tháng âm lịch cho các bạn nữ tuổi giáp tuất sinh năm 1994, trong năm quý mão 2023. Được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2023, cho các bạn nữ tuổi giáp tuất sinh năm 1994. Bước sang tháng đầu tiên của năm quý mão, vận trình tuổi giáp tuất tương đối lạc quan. Công việc được hanh thông, mưu cầu về công danh sự nghiệp dễ thành, tiền bạc có nhiều cắt lợi đây thời điểm thích hợp để nữ mệnh giáp tuất tiến hành hợp tác với đồng nghiệp đối tác đôi bên thẳng thắn sòng phẳng với nhau thì mọi kế hoạch tiến triển suôn sẻ thu về lợi nhuận như trong dự kiến thời điểm đầu năm con giáp này có nhiều cơ hội giao lưu với mọi người người còn độc thân có thể chụp lấy cơ hội này để tìm ra người phù hợp với mình hãy tự tin thể hiện bản thân bạn sẽ ấn tượng tốt đẹp với người khác Vận trình tháng 2 âm lịch 2023, cho các bạn nữ tuổi giáp tuất, sinh năm 1994 bản mệnh giáp tuất được trao nhiều cơ hội khẳng định bản thân mình trong tháng 2 âm lịch. Có thể bạn sẽ phải hơi vất vả một chút, phải làm việc ngay cả khi mọi người được nghỉ ngơi, nhưng rồi sự cố gắng của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Chuyện tiền bạc không có gì đáng lo, khi mà bản mệnh kiếm được khoản tiền đều đều từ các hạng mục đầu tư, kinh doanh, và tiền hoa hồng thưởng nóng. Tuy nhiên giữa lúc túi tiền dùng dình bạn nên biết tiết kiệm, quản lý việc chi tiêu, tránh phung phí tiền bạc không đáng có. Vận trình tháng 3 âm lịch 2023 cho các bạn nữ tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994. Xem tử vi cho thấy tháng này là tháng thìn, tháng xung với tuổi Giáp Tuất cho nên về phương diện sức khỏe không tốt, dễ cảm thấy mệt mỏi hoặc thiếu năng lượng, đầu óc thiếu tỉnh táo. Đồng thời, sự ảnh hưởng của hung tinh bệnh phù cũng có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe. Sự nghiệp của nữ Giáp Tuất tháng này cũng tiến triển không như ý muốn, có thể thành công của bạn sẽ khiến một số kẻ không vừa mắt và tìm cách phá hoại, song bạn cũng không cần quá lo lắng, bởi chỉ cần tập trung cho nhiệm vụ của mình, bạn sẽ luôn phát hiện được những nguy cơ và có biện pháp đề phòng. Việc buôn bán kinh doanh nhìn chung ổn định, song bạn cần tìm hiểu nhiều chiều hơn về xu thế thị trường, có những phương án làm ăn thích hợp. Vận trình tháng 4 âm lịch 2023 cho các bạn nữ tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 đây là thời điểm thích hợp để bạn mệnh bắt tay thực hiện hóa các kế hoạch dự án các bạn nên tiến hành chậm mà chắc vừa làm vừa thay đổi điều chỉnh rồi cuối cùng sẽ hoàn thành mục tiêu bên cạnh đó bạn hãy luôn dành thời gian để lắng nghe thêm lời gợi ý của mọi người chuyện tình cảm khá êm đềm khi vợ chồng có mâu thuẫn tranh cãi với nhau dù có chuyện gì xảy ra hai người vẫn có thể bình tĩnh để nói chuyện trao đổi và tìm cách xử lý những cặp đôi thậm chí hai bạn có thể đón tin vui về thành viên mới trong gia đình Vận trình tháng năm âm lịch 2023 cho các bạn nữ tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994. Được quý nhân chiếu cố, nữ mệnh tuổi Giáp Tuất làm điều gì cũng thuận lợi trong tháng năm âm lịch này, bạn được giới thiệu cho những cơ hội quý báu mà hiếm người có được, hãy nhanh chóng nắm bắt bạn có thể gặt hái thành công và khẳng định vị thế của mình. Với người làm ăn kinh doanh, bạn ý thức được điểm mạnh của bản thân để phát huy đúng lúc, đối thủ cạnh tranh cũng không làm cho bạn chùn bước mà ngược lại bạn càng cảm thấy tự tin vào năng lực ý chí phấn đấu hơn. Vận trình tháng 6 âm lịch 2023 cho các bạn nữ tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994. Nữ mạng tuổi Giáp Tuất trong tháng này cần đề phòng kẻ xấu rình rập có thể những thành tích bạn gặt hái được là nguyên nhân cho kẻ tiểu nhân ganh ghét đố kỵ, hãy cẩn trọng đừng tin người quá dễ dàng. Trong mối quan hệ bạn trở nên quá cố chấp với những quan điểm của mình, đặc biệt là với các cặp vợ chồng, bạn nên dành thời gian để lắng nghe ý kiến cảm nhận của người ấy nhiều hơn, đừng nên áp đặt suy nghĩ của mình cho đối phương. Vận trình tháng 7 âm lịch 2023 cho các bạn nữ tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994. Nữ mạng tuổi Giáp Tuất gặp nhiều cơ hội để phát huy điểm mạnh của bản thân trong tháng 7 âm lịch này, thậm chí cấp trên còn chủ động giao cho bạn những nhiệm vụ quan trọng là bước ngoặt trên con đường thăng quan tiến chức của bạn. Chuyện làm ăn kinh doanh tiến triển thuận lợi, bạn làm quen được với những khách hàng, đối tác triển vọng, có thể bạn sẽ phải làm việc vất vả một chút trong công việc nhưng bạn sẽ được trả công xứng đáng khiến bạn cảm thấy tràn đầy động lực. Vận trình tháng 8 âm lịch 2023 cho các bạn nữ tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994. Các mối quan hệ xã giao phát triển tốt trong thời điểm này khiến người nữ mạng tuổi Giáp Tuất độc thân nhanh chóng làm quen với nhiều đối tượng triển vọng trong quá trình giao lưu, trò chuyện, hai người rất tâm đầu ý hợp. Trên phương diện chi tiêu, bạn bắt đầu tiêu có kế hoạch hơn nên có thể tích lũy kha khá, bạn có thể dành thời gian nghiên cứu các lĩnh vực đầu tư hoặc gửi tiết kiệm giúp đồng tiền của mình tiếp tục sinh sôi. Vận trình tháng 9 âm lịch 2023 cho các bạn nữ tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994. Một vài khó khăn sẽ xảy đến với người nữ tuổi Giáp Tuất trong tháng 9 âm lịch này, đòi hỏi bạn phải kiên trì quyết tâm không bỏ cuộc giữa chừng. Thông qua thử thách lần này, bạn nhận ra ai là người luôn ủng hộ mình, đồng thời cũng phát hiện ra tiềm lực của bản thân. Chuyện tình cảm có một vài trục trặc khi vợ chồng bạn hiểu lầm nhau trên một vấn đề nào đó, bạn cần chú ý trong lời nói, nói năng, hành sự, đừng để cảm xúc bột phát trong lúc nóng giận, khiến mối quan hệ giữa hai người bị tổn thương. Vận trình tháng 10 âm lịch 2023, cho các bạn nữ tuổi giáp tuất, sinh năm 1994. Tình hình tài chính của các bạn nữ tuổi giáp tuất có sự gia tăng đáng kể trong tháng 10 này, bởi bạn nắm bắt được xu thế của thị trường, và sẵn sàng là người đi tiên phong, dù gặp chút khó khăn nhưng kết quả thu lại rất đáng tự hào. Người làm công an lương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cũng sẽ nhận được các khoản thưởng nóng, tuy nhiên, dù trong tháng có được thành công, bạn cũng chớ nên kiêu ngạo, làm tiểu nhân thấy chướng tai, gai mắt mà gây họa. Vận trình tháng 11 âm lịch 2023, cho các bạn nữ tuổi giáp tuất, sinh năm 1994. Nếu có tình cảm với ai, bạn bệnh nên chủ động bày tỏ với người đó, đừng trần trừ do dự quá lâu, với người đã lập gia đình bạn và người ấy tháo gỡ được những hiểu lầm, đôi bên thêm hiểu và trân trọng nhau hơn. Sự nghiệp phát triển ổn định, bạn khá vất vả vào những tháng cuối năm, đổi lại bạn nhìn thấy được thành quả của mình, với người làm lãnh đạo bạn có thể dẫn dắt tập thể vượt qua khó khăn, tìm hướng đi mới cho tương lai hứa hẹn đưa cả tập thể, công ty cùng đi lên lớn mạnh hơn nữa. Vận trình tháng 12 âm lịch 2023 cho các bạn nữ tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 Tài lộc của nữ mệnh tuổi giáp tuất phát triển mạnh mẽ trong tháng cuối cùng của năm 2023, bạn đã đón được xu thế của thị trường, biết được điểm mạnh của bản thân để phát huy đúng lúc, vì vậy bạn đạt được những thành tích đáng khiến cho người khác ngưỡng mộ. Người làm công ăn lương, có cơ hội nhận được quyết định thăng chức tăng lương, những cố gắng của bạn trong suốt một năm vừa qua đã được ghi nhận, và đánh giá cao, đây là động lực để bạn cố gắng hơn nữa. Truyền tình cảm cũng có tiến triển tích cực, khi người độc thân gặp được người phù hợp, người có đôi có cặp thêm trân trọng nửa kia của mình. Khép lại một năm đầy may mắn cho các bạn nữ tuổi Giáp Tuất. Trên đây là toàn bộ thông tin về tử vi tuổi Giáp Tuất, sinh năm 1994, nữ mạng trong năm Quý Mão 2023. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp các bạn an tâm hơn phần nào cho những dự định sắp tới của mình. Chúc các bạn năm mới an khang thịnh vượng, bội thu về tài lộc. Xin chào và hẹn gặp lại.